Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật Vu Lan Đạo hiếu và dân tộc năm 2023 đã diễn ra vào tối qua, ngày 24 tháng 8 tại nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình với mục đích phát huy truyền thống hiếu đạo của dân tộc nói chung và đạo hiếu Phật giáo nói riêng đây là chương trình do ban thông tin truyền thông trung ương phối hợp cùng công ty cổ phần phát triển truyền thông văn hóa việt nam tổ chức tham dự có hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự hòa thượng thích gia quang phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban thông tin truyền thông trung ương cùng chư tôn đức tăng ni phật tử về phía quan khách, có sự hiện diện của Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp, đại diện các bộ, ban ngành, các mẹ Việt Nam anh hùng. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Gia Quang cho biết, Vu Lan là ngày lễ lớn quan trọng của Đạo Phật, dân gian thường gọi là ngày xá tội vong nhân, ngày báo hiếu cha mẹ và ông bà tổ tiên. Bên cạnh đó, người con Phật còn phải luôn ghi nhớ tứ trọng ân, ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân tổ quốc và ân chúng sinh vạn loại. Do vậy, chương trình Vu Lan đạo hiếu và dân tộc năm 2023 là nén tâm hương thành kính tri ân của thế hệ con cháu hôm nay, kính dâng lên hương linh những người đã khuất, các bậc tiền nhân đã có công sinh thành dưỡng dục, xây dựng và bảo vệ đất nước. Đến với chương trình nghệ thuật, khán giả được thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với những lời ca ngọt ngào, sâu lắng ngợi ca tình yêu đất nước, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền nhân. Cùng hòa chung là những tác phẩm ngợi ca về đạo hiếu, công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Ngợi ca Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chính là hình ảnh của người mẹ hiền trong tâm thức dân tộc. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, tại chương trình ông uông chu lưu và lê doãn hợp đã tham gia một tọa đàm ngắn chia sẻ về truyền thống đạo hiếu của người dân việt nam